Sáng ngày 31 tháng 1, Đoàn Than Quảng Ninh và Đoàn Thanh niên Tập đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023 và đã trồng 3.000 cây phi lao tại mặt bằng cộng 173 khu Đồng Vông, công ty Than Uông Bí TKV. Tại buổi lễ phát động, Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh Vũ Hồng Hậu nhấn mạnh đây là hoạt động của tuổi trẻ tập đoàn nhằm hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và trồng 5.000 hecta lim, dổi, lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vì một Việt Nam xanh, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và công nhân lao động về vai trò của rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ tập đoàn tích cực hưởng ứng Tết trồng cây, làm tốt công tác môi trường vì sự phát triển bền vững của tập đoàn. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tập đoàn, biểu dương tuổi trẻ tập đoàn đã luôn phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trong các hoạt động, đi đầu thực hiện công tác bảo vệ môi trường, thực hiện chủ trương của tập đoàn phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường. Cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường tại Quảng Ninh, luôn được tập đoàn chú trọng triển khai quyết liệt, mang lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững của tập đoàn cũng như tỉnh Quảng Ninh. Hàng năm, tập đoàn dành kinh phí trên 1.300 tỷ đồng một năm cho công tác bảo vệ môi trường trong toàn tập đoàn, trong đó riêng vùng Quảng Ninh khoảng 1.100 tỷ đồng. Bên cạnh việc đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại, tập đoàn cũng tích cực đầu tư trồng cây phủ xanh và cải tạo phục hồi môi trường các bãi thải mỏ, khai trường, mặt bằng sản xuất, xây dựng 45 trạm xử lý nước thải hầm lò và lộ thiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Xây dựng và triển khai đề án bảo vệ môi trường vùng Than Quảng Ninh giai đoạn 2025 định hướng tới năm 2030, đồng thời giao nhiệm vụ cho tổ chức đoàn cùng với cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, thực hiện hiệu quả các mô hình thanh niên quản lý, các công trình môi trường. Trong cái điều kiện rừng núi tại cái khu vực sản xuất than thì những cái cây thích hợp nó có thể là cây keo và cây phi lao, thì tùy trong cái điều kiện đất hàng năm thì chúng tôi sẽ báo cáo và đề xuất lãnh đạo để trồng những cây phù hợp. Và đối với năm 2023 này thì toàn bộ cái diện tích thì chúng tôi báo cáo và trồng cây phi lao với chiều cao từ 0,7 đến 1,2 m. Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam hàng năm thì thực hiện hoàn nguyên bãi thải hàng trăm hecta các cái bãi thải, thực hiện các nhiệm vụ trồng cây xanh. Thì trong đó thì vai trò của tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam và Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh cũng như là ở các cái công ty như Công ty Than Uông Bí ngày hôm nay triển khai phát động Tết trồng cây ấy, thì nó có nhiệm vụ hàng năm mà tổ chức đoàn vẫn tham gia. Và riêng năm nay thì với hơn 100.000 cây xanh được triển khai trồng ở các cái khu vực bãi thải, góp phần hoàn nguyên các cái khu vực mà đã khai thác cũng như là đổ thải, và góp phần cho cái việc mà hạn chế tác động bụi ô nhiễm cũng như là tác động đến các cái khu vực đất cũng như là nguồn nước ở khu vực bãi thải cũng như là khai thác than. Hôm nay rất là vui mừng khi được tham dự cái chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Chương trình Tết trồng cây được công ty Than Uông Bí tổ chức thường niên vào các năm mỗi dịp Tết đến xuân về. Việc trồng cây giúp cải thiện điều kiện về môi trường cũng như là hoàn nguyên các bãi thải mỏ. Nhân dịp này, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã trồng 3.000 cây phi lao tại mặt bằng cộng 173 khu Đồng Vông, công ty Than Uông Bí. Dự kiến năm 2023, công ty Than Uông Bí sẽ đầu tư gần 600 triệu đồng, trồng trên 34.800 cây phi lao xanh, tương ứng hơn 3,48 hecta, tăng 2,15 lần so với năm 2022. Ngoài khu vực Đồng Vông, công ty sẽ ưu tiên trồng phi lao tại các vị trí mặt bằng khai trường sản xuất và một số bãi thải mỏ hoàn nguyên.